tác phẩm Cây Chiếu Thủy hướng về biển đảo, là giống Mai Chiếu Thủy lá trung. Cây này thì còn gốc nhỏ, chỉ khoảng 50 cm, được tạo dáng và trồng trên một cái chậu tiểu cảnh với các chi tiết cầu kỳ từ đá. Và cây này trong hội hoa xuân 2018 năm nay là cây dự thi và được gắn cái mã số ở đây.